Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Water Resort, một resort rất đẹp tại Đà Lạt. Đó, các bạn có thể thấy phía sau này. Wonder này, các bạn có thể thấy ở phía sau tôi là một dãy nhà mà xây theo phong cách kiểu châu Âu, rất là đẹp, xây trên một cái thảo nguyên. Khi các bạn đến Đà Lạt thì mình nghĩ đây là một điểm không nên bỏ qua, và cách khoảng trung tâm khoảng 15 km. Đó, đây là con đường vào này. Đó, các ngôi nhà thì vô cùng là đẹp luôn. Thì đây mình giới thiệu cho các bạn một địa điểm chơi mới mà các bạn đến check in, và các bạn trước khi vào cổng thì các bạn xin phép anh bảo vệ là anh cho vào ngay thôi, rất là dễ. Xây trên một thảo nguyên, mặt đồi thoai thoải xuống, và bên dưới kia là một cái hồ rất là trong xanh. Còn bên trên kia các bạn thể thấy là đồi núi, và có những cái đây đấy, các bạn có thể thấy nó có những cái căn buffalo. Ok, giá cả phù hợp với túi tiền. Rồi, thì đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn, một địa điểm rất là mới khi các bạn đến du lịch Đà Lạt. Vậy là cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Vâng, hiện tại tôi đang có mặt tại một vườn dâu Đà Lạt. Thì tôi đang mua dâu và dâu tây này, chín mây ca này, vườn ngay dưới kia à. Một hộp này là nửa cân thì là 45.000 này. Cái hộp này thì quả nhỏ hơn này, quả nhỏ hơn là 60.000. Còn xuống vườn hái thì cô bảo là 120.000, tức là tha hồ lựa chọn quả chín quả to đó, vườn này.